Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới vui vẻ và bình an. Hôm nay buổi sáng mình lên mình sẽ chiết cái cây sứ màu vàng. Mình chiết bên này cũng được tháng, hơn một tháng rồi đó. Xin giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn thấy nè, rễ nó ra nhiều chưa? Các bạn thấy rễ không? Để ăn giáp luôn nè, ngon chưa? Này là chiết là chắc ăn luôn. Chiết cái cây này tại vì biết sao không? Nó cái cây này hồi xưa mình ghép nó hơi cao, mình tính bây giờ mình chiết cây này xong bắt đầu mình hạ xuống mình ghép ngang đây, ghép sát cái này, thì sau này cái cây nó lùm lên, nó cũ, nó rất là đẹp, còn nó cao như thế này, nó thấy nó lỏng khổng, nó không có được đẹp so với con mắt của mình. Nên là mình quyết định mình chiết nó. Thì mình ấy bữa nay cũng được hơn một tháng rồi đó. Giờ mình cắt mình chiết nó nha. Giờ mình cắt nó. Mình cắt thì mình cắt như vậy thôi, nhưng mà lát nữa mình cũng phải coi ở cái tâm thế như thế nào. Rồi bắt đầu mình thiến nó từ từ. Chứ không có để cho nó, mình không có thích, bản thân mình không có thích cho sứ cao, ngộ vậy đó. Nhiều đứa thì nó bạn thấy không, rễ ra chi chít luôn. Mình tìm thử cái dấu ghép ở chỗ nào, mình cắt nó đi. Nó ăn sao ghê không, thương ăn tuốt ở trên này mà. Nó mình cắt là mình cắt sát ở trên này mà. Sao nó ăn phủ vậy, phủ hết vậy, thơm. Chắc mình để về luôn quá. Để về là mình bôi keo thôi. Bôi keo rồi mình trồng. Các bạn thấy rễ nè. Nghe chưa? Nói trời. Màu vàng đẹp lắm nè, vàng nè, thấy không? Rất là đẹp. Rất là dễ thương. Bây giờ mình chiết nguyên một cành này, trồng nguyên một cành dày cho nó đẹp. Còn cái củ này giờ sau này mình sẽ hạ xuống ngang đây, mình sẽ ghép ngang đây luôn cho nó đẹp. Mình thích cho lùn lùn giờ nè, bonsai mà để cao quá nó không có được đẹp, mình thích. Cái khúc này á, bây giờ mình sẽ để đây, rồi tí nữa là bắt đầu mình ghép. Ghép cái cây hạnh phúc á, cái bao hạnh phúc á. Ghép vô một cốt thôi mình chơi. Giờ mình để đây. Để xuống sát cái này. Giờ mình sẽ tiến hành mình bôi keo cho cái thằng này. Để mình trồng xuống để cho nó bị úng á mà. Úng nó thúi. Bôi keo cho nó. Kêu cho nó mình tính móc ở đây là mình lấy cái cục này ra, nhưng bây giờ thôi rễ nó tùm lum hết rồi, lấy vô nó động rễ nó tội nghiệp nó đó. Cho nó khô đi cái rồi mình trồng xuống. Bây giờ mình ghép nó, cắt mình ghép nó luôn. Các bạn ghép nó luôn. Mình thích chơi lùn lùn vậy nè. Cao quá mình không ưng. Kỳ cái tính mình. Đó, cái lùn lùn vậy đó, thích. Thích chơi lùn lùn vậy đó. Rồi mình ghép ha. Cái này mình ghép cho nó.
có bao hạnh phúc đâu. Bốm, cắt thêm đoạn nữa. Nên hết mũ rồi, cái ghét nó mới ngon. Rồi, giờ mình ghép cho ha. Bó này là bó hạnh phúc. Cái hạnh phúc bữa trước mà cái bông mà nó đẹp mà mình có quay cho các bạn coi rồi đó, hạnh phúc. Cái hạnh phúc tổ hoa đó, đó, bông đó đó. Thích cái bông đó, nó đẹp. Ghép nó đi rồi nay trời nó cũng nắng cũng tốt. Nắng này tranh thủ mình ghép ghép nó cũng đơn giản lắm. Hồi đầu mình ghép cũng thất bại hoài chứ mà sau này rồi ghép riết rồi kinh nghiệm rồi ghép riết rồi nó cũng quen, kinh nghiệm rồi mình làm thôi. Chứ giờ mấy bài ai chỉ cho mình ghép nó cũng đơn giản mà. Các bạn ghép lúc đầu thì nó thất bại như là sao đó rồi. Các bạn cứ băng keo trước rồi định vị cho nó ngay ngắn đâu hết đó rồi. Các bạn bịt đầu là để cho nó giữ cái độ ẩm cái bo này đấy, để cho nuôi cái bo này cho nó sống vậy thôi, đơn giản. Giờ mình tiến hành trồng nó giờ mình vô phân cái này mình trồng nó. Giờ mình trồng nó nay rồi, thời gian nó lên rồi đấy. Cái này thì mình trồng là nó chắc ăn rồi. Này thì rễ cỡ này thì không thể nó sai sót kỹ thuật được. Rễ cỡ này thì các bạn cứ yên chí. Quá tốt à. Cái cây mình điểm rễ nó cho nó đứng nó yên. Thế là nó lên thôi. Định vị nó cho nó. Trồng một cái cây ấy, từ cái lúc trồng hạt xong rồi chờ đợi nó lớn lên đó, rồi mình coi thử bông biết nó như thế nào. Bông cánh kép thì càng tốt, bông cánh đơn thì bắt đầu mình chờ đợi cho nó lớn rồi bắt đầu mình tiến hành mình ghép. Nói chung đó là công phu, các bạn phải yêu nó thật sự thì mình mới có tâm huyết mình làm được. Chứ còn cởi ngựa xem hoa chơi cái gọi là thì có rồi chơi, không có rồi thôi thì nó khác. Còn mình chơi mình tâm huyết thì nhiều
Ngày hôm qua mình đi Vũng Tàu về đám giỗ ba ở dưới đó, mà nó về cái lột bộ đồ ra cũng chạy lên dồn nó một cái. Đó, nó như thế nào. Sáng ra mình đi mình sợ nó nắng một ngày đó, sáng sớm mình lên mình tưới hết rồi mình mới đi. Đi xong mình tranh thủ chạy về, sáng đi chiều về mình cũng có nhậu nhẹt gì đâu mà ở lại, anh em mà ở lại nhậu nhẹt. Về đốt nhang cho ba xong rồi lên, lên xong cũng chạy ra dồn nó một cái đỡ ghiền rồi đó. Mình trồng nó như vậy đó, các bạn thấy đẹp không? Nó lớn lên nó có sum xê, tàn sum xê, nó đẹp cực kỳ. Rồi buổi sáng mình làm video tới đây, làm quà các bạn trong ngày nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và bình an. Xin bà chào các bạn nha. Xin chào, bye bye.